không phải rồi đó. Đi nè, cái này hở luôn. Cái to này nó hiểu có một lần mà đi phải cứ bắt nó hiểu nữa rồi. Để tao phải đít mẹ mày quay video hai thằng ngu này đã. Rồi, xuống. Ừ, tại tao cứ tưởng thằng Hiển bê với thằng Luật. Chết rồi. Tí có việc, con vịt nó lại quạp cái con mèo này. Dạ. Yeah.